Một buổi trải nghiệm thực hành các kỹ năng thoát hiểm chữa cháy của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường Trung học cơ sở Trưng Vương. Hào hứng xung phong, dũng cảm thực hiện. Các bạn nhỏ đã có một buổi sáng ý nghĩa, trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết. Trong buổi triển khai ngày hôm nay, thì học sinh sẽ được trải nghiệm các kỹ năng. Thứ nhất là sử dụng các cái bình chữa cháy để trực tiếp mà chữa cháy khi có sự cố cháy nổ bắt đầu xảy ra. Các bạn sẽ được trải nghiệm thoát nạn trong các tòa nhà cao tầng. Thứ nhất là hệ thống cầu dây nghiêng do cán bộ chiến sĩ đã kết nối từ tầng 3 của tòa nhà xuống phía dưới. Thứ hai là các bạn sẽ được trải nghiệm nhảy đệm hơi. Thứ nữa là các bạn sẽ được trải nghiệm sử dụng thang dây. Thang dây là cái thiết bị mà trang bị tại cá nhân mỗi gia đình khi mà có sự cố cháy nổ xảy ra. Và thứ tư đó là cái hệ thống dây thả chậm. Trong quá trình chúng ta thoát nạn trong đám cháy thì chúng ta phải hết sức là bình tĩnh, dũng cảm để thực hiện. Thì rất nhiều bạn đã rất là dũng cảm và hào hứng thì các bạn đã hiện tốt được các cái màn trải nghiệm. Chỉ tính từ đầu tháng 10 năm 2023 đến nay, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã thực hiện hàng chục buổi tuyên truyền, thực hành kỹ năng phòng cháy chữa cháy với hơn 13.000 lượt học sinh trên địa bàn tỉnh được tiếp cận. Việc được trải nghiệm và thực hành sẽ giúp các em tự tin ứng phó khi có cháy nổ xảy ra trong cuộc sống. Hôm nay con được đu dây và xịt bình chữa cháy ạ. Và thực hiện những nhiệm vụ giống y các chú lính cứu hỏa. Con thấy chương trình ngày hôm nay vô cùng ý nghĩa và thiết thực đối với các bạn học sinh ạ. Cháu sợ nhất là kỹ năng đu dây từ tầng 3 xuống. Nhưng mà nếu mà có hỏa hoạn thì cháu sẽ làm tốt những kỹ năng đấy theo sự chỉ dẫn của các đồng chí. Cháu thấy rất là hữu ích ạ. Khi mà mình được trải nghiệm và mình được học tập rồi thì khi mà gặp sự cố đấy thì mình sẽ biết cách xử lý trong những cái sự cố như thế ạ. Trường Trung học cơ sở Trưng Vương phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tổ chức một cái chương trình vừa là tuyên truyền vừa là hoạt động trải nghiệm các kỹ năng cho học sinh. Cũng rất là mong muốn qua cái hoạt động trải nghiệm này thì các em có thể được thực hành kỹ năng thoát hiểm trong các tình huống mà xảy ra cháy để các em có thể đáp ứng được với cái cuộc sống hiện tại. Với cách tuyên truyền sáng tạo, trực quan, bầu không khí tại sân trường Trung học cơ sở Trưng Vương nóng rực bởi sự hào hứng của các bạn học sinh và sự cổ vũ nhiệt tình của thầy cô giáo. Chủ động phòng cháy chữa cháy không bao giờ là thừa, do đó hoạt động tuyên truyền tại các trường học lại càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm giảm thiểu thiệt hại do cháy gây ra và góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ cho thế hệ tương lai.